Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 1 tháng 3, ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng đã chủ trì cuộc họp định kỳ tháng 2 năm 2024 của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh. Tham dự cuộc họp còn có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Võ Chí Công, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Văn Sắc, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy cùng các thành viên ban chỉ đạo và lãnh đạo một số cơ quan tư pháp có liên quan. Tại cuộc họp, Ban Nội chính tỉnh ủy, cơ quan thường trực của ban chỉ đạo đã trình bày dự thảo báo cáo về kết quả hoạt động. Theo đó, cơ quan thường trực của ban chỉ đạo đã chủ động tham mưu ban thường vụ tỉnh ủy triển khai quán triệt nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc họp cũng đã báo cáo kết quả tiến độ giải quyết các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo đang theo dõi chỉ đạo. Các đại biểu đã trao đổi thảo luận về nội dung báo cáo và tiến độ giải quyết các vụ án vụ việc có liên quan đến tham nhũng tiêu cực thuộc diện ban chỉ đạo đang theo dõi chỉ đạo. Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo đánh giá cao những mặt công tác đã làm được của ban chỉ đạo cũng như các thành viên ban chỉ đạo trong thời gian qua. Ông Lâm Văn Mẫn đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục phối hợp chặt chẽ để nhanh tiến độ giải quyết các vụ án vụ việc liên quan đến tham nhũng tiêu cực, nhất là các vụ án vụ việc do ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo đảm bảo đúng theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đồng thời chỉ đạo tăng cường kiểm tra giám sát, thanh tra tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, những vấn đề bức xúc dư luận xã hội quan tâm ở địa phương tập trung chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng để nhanh tiến độ kiểm tra, xác minh các vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng tiêu cực thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, tiếp tục ra soát, đưa vào diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo để tập trung xử lý dứt điểm những vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực phức tạp dư luận xã hội quan tâm, xử lý nghiêm và đồng bộ giữa kỷ luật đảng với xử lý kỷ luật hành chính, kỷ luật của đoàn thể và xử lý hình sự đối với các hành vi tham nhũng tiêu cực. Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng vừa phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Long An bàn giao hai nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên Sơn Hạnh ấp Trà Tết và đoàn viên Lý Tam ấp Dòng Nổi thuộc xã Vĩnh Hải thị xã Vĩnh Châu. Mỗi căn nhà có diện tích là 36 m2 và được hỗ trợ 50 triệu đồng do ban quản lý quỹ xã hội từ thiện tấm lòng vàng tỉnh Long An hỗ trợ đây là một hoạt động ý nghĩa là nguồn cổ vũ động viên khích lệ đoàn viên công đoàn của các tỉnh đang làm việc tại các công ty xí nghiệp tại long an tiếp tục phấn đấu dương lên trong cuộc sống an tâm lao động sản xuất và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp dịp này các đơn vị cũng có phần quà trao tặng cho các gia đình nhân dịp về nhà mới